trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Em chạy bar rap Việt mùng 1 được 3 năm, cộng thêm 3 năm trước của em nữa là tổng cộng em được 6 năm để hoạt động. Và bây giờ sẽ là lúc mà em mang những kiến thức em lĩnh hội được đến với chương trình này. Lại muốn thách đấu fan lâu với lại pet và đi lâu. Tuy rằng chị là nữ nhưng mà chị đã chứng tỏ được là con gái cũng có thể làm được bất cứ điều gì. Còn em sợ anh Ti nhất. Nhưng mà là sợ anh Ti đau khổ vì em làm nhạc cho anh ấy gật đầu nhiều quá. Đây là Rocket. Mình là Nguyễn Ngọc Tâm, rap name của mình là Iconic. Mình Nguyễn Xuân Trường, rap name của mình là Sayti. Mình là Trần Tuấn Anh, rap name của mình là Tuấn AKA Young Daddy. Mình là Nguyễn Phi Tuấn Linh, rap name của mình là Linh Not A Rapper. Của mình là Gừng Không Cay. Tại sao hôm nay chúng ta lại có mặt một casting này ha? Đầu tiên là đến cổ cũng cho mấy anh em trong đội thôi, nhưng mà cuối cùng em là người duy nhất được bạn. Đối với em đơn giản chỉ là em yêu âm nhạc và em yêu rap thôi ạ. Lại muốn thách đấu fan lâu với lại pet và đi lâu. Đối với em như là một cơ hội để bước lên sân khấu và đổi đời. Em chạy bar rap Việt mùng 1 được 3 năm, cộng thêm 3 năm trước của em nữa là tổng cộng em được 6 năm để hoạt động. Và bây giờ sẽ là lúc mà em mang những kiến thức em lĩnh hội được đến với chương trình này. Có thể mô tả một chút về cái hình ảnh hoặc là cái thông điệp hoặc cái năng lượng mà mình sẽ muốn thể hiện trong rap Việt mùa 3 nếu như nó gần đi vào vòng trong không? Nếu như mà mình có cơ hội được đi vào vòng trong thì mình muốn mọi người biết đến mình với cái tên là Siêu Nhân Đỏ. Và mình muốn mọi người biết rằng là mình là rapper đáng yêu nhất Việt Nam. Đáng yêu nhất Việt Nam, tại sao lại có cái mong muốn khẳng định cái đó? Em đi đâu mọi người nhìn em mọi người cũng bảo là em trông đáng yêu thì. Mà mình có tự thấy mình đáng yêu không? Em cũng có. Em muốn được vào vòng trong, em sẽ cho mọi người thấy được âm nhạc dân gian của Việt Nam tuyệt vời và hay đến như này. Âm nhạc dân gian, có thể chia sẻ một chút tại sao lại là âm nhạc dân gian mà không phải là những thể loại âm nhạc? Bởi vì em rất yêu thứ âm nhạc giản dị và rất là độc đáo của Việt Nam. Em thấy nó là thứ có thể phát triển nhiều hơn và để đưa đặc sản của Việt Nam vươn ra bạn bè thế giới. Mình muốn mang đến những thông điệp tốt cho giới trẻ, như là những người vừa xuất sắc đến nhạc rap. Đơn giản những cái vấn đề là hãy thay đổi tốt lên. Đó, ví dụ là như thế. Pham thêm một chút nông vào trong đấy nữa. Đối với mình, khi mà tham gia vào Rap Việt, mình sẽ xây dựng một hình ảnh của một thầy giáo rapper. Và thầy giáo này sẽ nói về những hiện thực trong xã hội cũng như là môi trường sư phạm đối với học sinh cũng như là phụ huynh. Mình là thầy giáo dạy môn gì ha? Em là thầy giáo dạy môn toán, toán cấp 2, cấp 3. Chúng ta có thể thể hiện một chút về bài dạy hình ấy, thể hiện theo phong cách khác thì nó sẽ là như thế nào ạ? Thầy sẽ bước vào để mà đi ra vô. Trước khi mà bắt đầu, thầy sẽ dạy cho các em biết cạnh huyền bình phương. Đấy là Pythagore. Ok. Và không cần phải tỏ là ra vẻ, không cần phải tỏ vẻ là ta đây. Khi mà thầy có thể dạy thêm cả định lý là ta led. Ok. Để nói về hình ảnh sớm nhất, nếu em xuất hiện ở trong vòng 1 thì nó sẽ là một bản tình ca mà nghe nó sẽ rất là catchy. Em tin là mọi người sẽ thích bài hát đấy. Còn càng vào sâu hơn thì em sẽ có những màu sắc đa dạng hơn. Bởi vì là Gừng Không Cay mà mình có quá nhiều màu sắc để mình thực hiện. Nên là đón chờ nhá. Trong ba người giám khảo này mình đối diện á, người mình cảm thấy là người nào là cái người mà mình thấy mình cảm thấy sợ nhất? Cá nhân em thì em lại không thấy ai đáng sợ cả. Bởi vì lúc mà em lên rap em thấy mọi người cười tươi lắm. Mọi người cứ nhìn em mọi người cười thôi. Thế là em thấy cái không đáng sợ. Và em cũng giống như anh, và mỗi lần em đứng trên sân khấu mà nhìn thấy ban giám khảo thì em lại cảm thấy có động lực hơn cho em tìm được sợ. Và em cũng tương tự. Không, tương tự luôn hả? Không sợ hả? Không sợ. Thay vì trả lời câu hỏi này, em sẽ nói là em thích nhất là chị Sue Boy. Tuy rằng chị là nữ nhưng mà chị đã chứng tỏ được là con gái cũng có thể làm được bất cứ điều gì. Còn em sợ anh Ti nhất. Em sợ anh Ti nhất. Nhưng mà là sợ anh Ti đau khổ vì em làm nhạc cho anh ấy gật đầu nhiều quá. Trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Chị đã chuẩn bị được hình 4 người viên chính thức sẽ xuất hiện trong Rap Việt mùa 3, sẽ là những cái tên nào ha? Mình chịu lấy được. Em nghĩ chắc phải có Giray rồi. Nghe anh Bích sẽ là ứng cử viên. Anh Andre nữa. Em cũng nghĩ là có anh Giray và anh Andre right here. Theo những thông tin dân gian thì em lại thấy là có vẻ sẽ là một người nước ngoài đúng không ạ? Đúng rồi. Nếu đó là người nước ngoài thì đó là ai? Em nghĩ là rapper người Thái Lan tên là Rất. Em mang ở Jay Park. Ok. Nghĩ là một rapper nữ. Chưa nghĩ cái tên nào chị ạ? Em thì em là fan của JID nên là em mong đấy là JID. Yes. Nghĩ là sẽ một rapper kỳ cựu của Thái Lan.
mình sắp cơ hội và vòng nhau mà mình chọn về một huấn luyện viên á, thì đó sẽ là huấn luyện viên nào trong những cái tuần nãy giờ mình vừa loay nha. Bất cứ ai mà cảm nhận được cái màu sắc âm nhạc của em và họ đồng cảm với cái âm nhạc đấy thì em đều muốn vào được của họ. Em muốn khám phá nhiều hơn về âm nhạc của nước ngoài, vì trong suốt 3 năm vừa rồi em cũng đã khám phá rất nhiều âm nhạc ở trên thế giới. Thế nên là nếu được vào đội của một người không phải của Việt Nam thì em nghĩ là em sẽ học hỏi được nhiều hơn và sẽ mang được những cái màu sắc ở thú vị hơn. Em nghĩ là em sẽ trở về đội V-Ray. Em nói em khá thích Carrick, nhưng mà nếu mà anh Carrick không làm huấn luyện viên ấy thì V-Ray sẽ là người tiếp cận nhất với anh Carrick về tất cả mọi mặt. Em thì em thích về đội chị Zuboy, mà người em nghĩ là chị Zuboy chắc là không làm huấn luyện viên đâu, nhưng mà nếu mà có thể xảy ra thì em thích về đồng chí Zuboy nhất, tại vì chị Zuboy đáng yêu. Em nếu mà em được chọn thì em sẽ vào đội anh B-Ray, tại em nghĩ là anh B-Ray rất thân với anh Masiu và em rất thích beat của Masiu. Em sẽ thao túng anh Masiu. Em thích B-Ray nhưng mà vì Masiu vậy em thích anh B-Ray bao nhiêu phần trăm? Em thích cả hai. Vậy thích anh B-Ray về những gì? Lyrical của anh. Ba tính từ. Mỗi tính từ có hai chữ để mô tả cái bản thân mình, giới thiệu những cái tính cách đồng cảm và hay ho thú vị nhất. Chắc là đáng yêu và đáng yêu. Dạ. Ok. Em nghĩ là vui vẻ, hòa đồng và thân thiện. Còn em thì em nghĩ là chín chắn, trưởng thành và chậm tính. Ba cái này đang thể hiện hơn cái khía cạnh là một cái người cũng trải qua nhiều sự kiện, nhiều cái giai đoạn. Như vậy thì mình có thể chia sẻ một cái giai đoạn mà mang tính cột mốc nhất không? Dạ, em có một cái sự kiện nó thay đổi cuộc đời của em rất là nhiều. Đó là em có một cái tài sản quý nhất trên thế giới này, đó là một đứa con. Em nghĩ là đứng đắn, trung thực và thú vị. Thì em là giáo viên, thành ra là khi mà lên trường phải có một cái tác phong nhất định. Vì cái con người mà thú vị này mà có thể thể hiện trên trường không? Thể hiện qua những cái bài học mà em dạy cho cả học sinh. Ví dụ như là em có thể tổ chức những cái trò chơi cho học sinh, sinh hoạt lớp rất là vui vẻ. Có bao giờ mình tổ chức rap trong lớp mình chưa? Em biểu diễn trong lớp và các em thì xem. Thì con hình đến này thì các em xin có biết không? Ui, các em mình gọi em là Mono, thầy giáo Mono. Mono. Em nghĩ là ba tính từ miêu tả em ngoài đời hợp nhất sẽ là sáng tạo, năng động, hoạt ngôn. Hoạt ngôn là hoạt ngôn không? Đó, chắc chắn là hoạt ngôn. Để vì sau cái hình ảnh của một gừng ở trong đất bị cột cột hay gì từng biết thì là cái sự hoạt ngôn này nó chưa được phát huy tối đa lắm, mà vẫn luôn là cái gừng khá là rụt rè và mảnh lẻ. No, em chắc chắn với chị là bên trong cơ thể em cũng như là bên trong cái trí não của em không có sự rụt rè và lo lắng nữa, nó chỉ có một cái sức gọi là muốn bùng nổ thôi. Ok, cho hỏi là lúc mà mình đến tham gia buổi casting hôm nay thì gia đình có biết không ha? Dạ, vợ em đi cùng luôn. Có con không? Là bé nhà em thì không được. Như vậy thì là vợ đã biết thông tin là mình đã trước mắt là mình đang vượt qua được cái phần chặt thi của ba cái người giám khảo hôm nay chưa? Vợ em biết rồi. Vợ mình có gửi cái lời gì cho mình không? Vợ em bảo là đó, em bảo anh rồi mà, chắc chắn là anh sẽ thành công, không ảnh hưởng lĩnh vực này thì lĩnh vực khác. Ok. Cuối cùng mình biết rằng là mình đang tạm thời vượt qua cái chấm điểm của ba cái người giám khảo đã có mặt ở đây ấy, thì mình mong muốn thông báo cái tin này đến người nào đầu tiên. Em bảo đến mẹ em nhất, tại vì mẹ em một mình nuôi hai anh em của em và mẹ em cũng đã hy sinh tất cả và cũng ủng hộ hết mình cho em tham gia cuộc thi này, vì mẹ em biết là cái đam mê này với em nó là nghiêm túc thi đậu với em, nên là em muốn báo cái tin này cho mẹ em nhất. Một em thì muốn báo với người anh trai lớn nhất, người đã đưa em từ quê lên đây để em theo đuổi ước mơ. Dạ, anh trai có theo rap không? Anh trai của em thành công, anh trai em theo nghệ sĩ. Mình tất nhiên là vợ em rồi, sau vợ thì chắc là bố em thôi. Nên muốn báo về nhất là bố mẹ em. Bố mẹ mình là có biết ủng hộ gì mình cho rap không? Bố mẹ em có ủng hộ, tức là mẹ em có bảo là nếu mà em được vào trong Sài Gòn thì bố mẹ em sẵn sàng chi tiền ra để cho em có thể ở trong đấy và thoải mái tự tin biểu diễn những cái khả năng của mình. Nghĩa là người yêu của em. Tại vì căn bản là em đã mất rất nhiều thời gian để em tìm được một người có thể thông cảm cho cái công việc em làm, cũng như là sẵn sàng thông cảm với cả những cái sự bận rộn của em. Và người yêu em luôn chia sẻ với em cái điều đấy. Thế nên là kể cả hôm nay em không nhắn tin cho người yêu em cả ngày hôm nay rồi, nhưng mà cô ấy vẫn không giận dỗi gì cả, thì em nghĩ là nó là một trong những cái mối tình trưởng thành của mình ấy. Anh trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024.